Bạn hiểu gì về marketing mà nói không nghe cái? Bạn hiểu gì về marketing? Đấy không? Mình hiểu, mình nghe đến từ marketing chưa? Tôi có đọc ở trong sách đúng không? Đọc ở trong sách làm gì? Giờ này, xem như mình chưa biết cái gì đi. Bạn nghe cái từ marketing bao giờ chưa? Marketing là gì? Quảng cáo, gì được không? Cái hoạt động nào gọi là làm, mình làm marketing là mình làm gì này? Làm cái gì? Tìm hiểu thị trường để ra sản phẩm. Gì được không? Thiết kế gì? Thiết kế cái nhà đó hả? Thiết kế cái gì? Event, thiết kế PR. À, xây dựng để mô hình để quảng bá. Rồi còn gì nữa không? Bạn bảo marketing là quảng cáo này. Rồi tìm hiểu thị trường để kinh doanh sản phẩm nào này. Còn gì nữa không? Ai muốn làm marketing không? Gây chú ý bằng cách nào? Mình làm gì để gây chú ý? Truyền thông. Tức là tạo ra những cái tòa nhà mà nó gây chú ý à? Được. Rồi còn gì nữa không? Gì nữa? Đâu, ai biết? Làm gì nữa? Thế câu hỏi này, lâu lâu bạn thấy công việc nó đông trả 8.000 đồng cho tất cả các chặng đi dưới 5 km. Không trả 8.000 đồng á, cho tất cả các chặng đi dưới 8 cây số á. Đó, thì cái đó có phải là công việc của marketing không? Nó trả 8.000 nó tất tiền cả cái chương trình á. Phải của công việc không? Rồi Grab nó có cả cái chương trình lâu lâu lên trên mạng khuyến mại nhớ không? Giảm giá bao nhiêu phần trăm mà đông giá, giảm giá bao nhiêu phần trăm, 50% mà tối đa 25.000 á. Biết không? Biết cái đó. Có đặt Grab không? Đó, cái cải đó có phải của marketing không? Phải không? Theo của bạn có phải không? Phải không? Phải. Rồi. Vậy thì marketing là gì? Có phải marketing là gì? Cái từ gốc ban đầu của nó là từ gì này? Market. Là cái gì? Cái chợ. Đúng không? À vậy marketing là gì? Nó khi mà ở cái giai đoạn đầu tiên mà khi mà xã hội bắt đầu xuất hiện sự trao đổi thì lúc này hàng hóa rất là ít, trong khi nhu cầu của con người thì rất là nhiều. Vậy những người mà cả cái doanh nghiệp ấy, họ chỉ cần mang cả cái những cái người trong mua bán hàng trao đổi mua bán ấy, họ chỉ cần mang cái sản phẩm của mình ra ngoài chợ thôi là có người sẽ tìm đến để mua. Nghĩa là họ không cần gì bao nhiêu người nhắn, thì chỉ cần mang ra phải là có người mua hết. Bởi vì hàng thì rất là ít mà nhu cầu của người thì rất nhiều, người ta chỉ cần chờ có hàng sản xuất ra được cả là người ta được hiến sạch. Sản xuất hàng ra để thì được hiến sạch luôn. Cho nên là marketing trong cái giai đoạn đó nó không thể hiện được cái vai trò của nó. Nó chỉ đơn giản là những cái hoạt động trao đổi mua bán diễn ra ở trên chợ thôi. Nhưng mà khi cái lực lượng sản xuất bắt đầu phát triển, lực lượng sản xuất tức là máy móc hiện đại hơn, rồi công nghệ tiên tiến hơn ấy, cả cái dây chuyền bắt đầu thay nhau lần lượt ra đời ấy, thì hàng hóa sản xuất ra ngày càng nhiều hơn nha. Trong khi nhu cầu của con người thì có giới hạn, và để thỏa mãn một cái nhu cầu của con người thì có rất nhiều hàng hóa để thỏa mãn. Ví dụ như bạn muốn mua điện thoại, có rất nhiều hãng điện thoại để bạn lựa chọn, và cùng một cái hãng điện thoại đó sẽ có rất nhiều dòng điện thoại với màu mã, kích thước, màu hình sắc và màu sắc nó sẽ khác nhau để cho mình lựa chọn. Lúc này những cái doanh nghiệp họ không thể ngồi yên một chỗ để chờ khách hàng của mình đến mua được nữa. Bởi vì sao? Cả hàng trăm cái doanh nghiệp cùng cung ứng. Làm sao biết được, khách hàng biết được là công ty A này có bán cái sản phẩm đó, mà sản phẩm đó nó phải tốt hơn những cái công ty khác. Họ không thể ngồi một chỗ được. Lúc này những cái doanh nghiệp họ phải làm gì? Công ty A mà muốn khách hàng biết đến sản phẩm của mình thì công ty A phải làm gì? Nó phải làm, nó tìm đủ mọi cách để nó thu hút khách hàng, để nó lôi kéo khách hàng, để nó khách hàng ấn tượng với cái sản phẩm của nó, để khách hàng chọn mua cái sản phẩm của nó.
vậy thì tất cả những cái hoạt động mà doanh nghiệp làm để lôi kéo khách hàng, để làm tăng cái sự trao đổi mua bán lên, thì những cái hoạt động đó đều được gọi là marketing. Ví dụ như doanh nghiệp làm gì, đầu tiên phải lên kế hoạch, mình muốn làm gì, mình muốn chạy chương trình nào, tổ chức hội thảo, tổ chức sự kiện nào, thì mình phải lên kế hoạch. Lên kế hoạch đó thì cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu kinh phí, tổ chức ở đâu, như nào là phải lên kế hoạch trước. Tổ chức sự kiện á. Rồi thực hiện cả cái kế hoạch đó, định giá cho sản phẩm thuộc làm một công việc của marketing, định giá bao nhiêu, định giá 20.000, định giá 500.000, định giá bao nhiêu. Lâu lâu thực hiện một cái chương trình, cái giá nó lại giảm xuống đó, thì định giá cho sản phẩm thuộc làm công việc của marketing. Phân phối cho sản phẩm, mình bán ở nhà thuốc, mình bán ở phòng mạch, mình bán ở bệnh viện, mình bán ở đâu. Tại sao cái hàng này lại bán ở chủ yếu ở bệnh viện mà hàng không bán ở nhà thuốc? Tại sao mặt hàng này lại chủ yếu bán ở nhà thuốc mà không bán ở bệnh viện? Đó, cái đó cũng là công việc của marketing. Thực hiện cả cái chương trình khuyến mại cũng là việc của marketing luôn nhá. Nó mục tiêu cuối cùng của marketing là để tạo ra sự trao đổi, để tạo ra từ sau sự trao đổi để làm gì, là tăng lợi nhuận lên, mua bán nhiều hơn thì lợi nhuận có tăng lên không đó, và nó giúp thỏa mãn được mục tiêu của cá nhân và tổ chức nhá. Nói tóm lại, marketing có rất nhiều các hoạt động, làm sao mà để tăng được cái sự trao đổi mua bán lên, thì đấy là công việc của marketing. Chứ marketing không đơn thuần chỉ là quảng cáo, nó còn nhiều hơn quảng cáo nữa nhá. Đó, vậy thì marketing, hiệp hội marketing Hoa Kỳ của mình biết đó, marketing là quá trình kế hoạch hóa, thực hiện kế hoạch, định giá, phân phối, khuyến mại để tạo ra sự trao đổi, từ đó thỏa mãn mục tiêu cá nhân và tổ chức. Tiếp nhé. Tiếp theo, một định nghĩa của giáo sư Mỹ Philip Kotler. Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn của họ thông qua trao đổi. Vậy bạn nhìn cho cái định nghĩa của Philip Kotler về định nghĩa của hiệp hội marketing Hoa Kỳ, và nhìn thấy có hai cái từ mà mình sẽ vượt nhắc đến, đó là gì? Là gì? Trong liên quan đến marketing, nó có một cái khái niệm về trao đổi và nhu cầu. Tức nãy theo cô nhắc đến cái nhu cầu rất nhiều và trao đổi rất nhiều, đúng không? Vậy thì mình hãy hiểu cái vai trò của marketing này. Khi hoạt động trao đổi bắt đầu diễn ra thì marketing sẽ xuất hiện. Xã hội bắt đầu có trao đổi thì marketing mới xuất hiện. Nó phải có trao đổi mua bán đã thì marketing mới xuất hiện được. Còn cái không có kinh doanh, không trao đổi mua bán gì hết thì marketing chưa xuất hiện được. Đó là vấn đề đầu tiên nhá. Phải có trao đổi thì mới có marketing. Vấn đề thứ hai là marketing xuất hiện để thúc đẩy sự trao đổi diễn ra nhiều hơn và nhanh hơn nhá. Có mối tác động nó là không? Phải có trao đổi thì mới có marketing. Và ngược lại, marketing xuất hiện để thúc đẩy đó hoạt động trao đổi nó diễn ra nhanh hơn, diễn ra nhiều hơn nhá. Đó, nhanh cuối cùng là để làm gì? Để đáp ứng nhu cầu của con người, để đáp ứng, để thỏa mãn cái nhu cầu của con người. Bởi vì phải thỏa mãn cái nhu cầu của con người mới trao đổi nhá. Biết trao đổi là gì không? Hoặc là mua bán đi. Phải thỏa mãn nhu cầu của con người thì con người mới trao đổi. Đó, thì ở đây mình sẽ có hai khái niệm về trao đổi với nhu cầu, nắm được không? Phải có trao đổi và phải có nhu cầu. Rồi, cái mục tiêu của cá nhân và mục tiêu của doanh nghiệp. Bây giờ trả lời này, doanh nghiệp sử dụng hoạt động marketing thì có tốn kém không? Có, tốn kém lắm đó, chứ không phải là không tốn kém. Thế khi mà sử dụng cái bỏ chi phí ra để đầu tư cho cả hoạt động marketing thì doanh nghiệp sẽ thu được cái gì? Thu được cái gì? Lợi nhuận. Đầu tiên là lợi nhuận. Bán được nhiều hàng thì lợi nhuận sẽ tăng lên. Rồi tiếp theo là doanh nghiệp thu được gì? Doanh nghiệp thực hiện tổ chức hội thảo này, rồi quảng cáo này, rồi đi khai chờ này, đi làm tư tiền thì doanh nghiệp sẽ nhận được cái gì? Danh tiếng, uy tín của doanh nghiệp ngày càng tăng lên, và nó sẽ phải đọng lại trong trí nhớ của khách hàng. Thế nhưng không? Nó sẽ đọng lại ở đâu? Trong trí nhớ của khách hàng. Đọng lại để làm gì? Để lần sau khi mà khách hàng muốn chọn mua một cái loại sản phẩm nào đó, khách hàng sẽ nhớ đến cái doanh nghiệp đó đầu tiên. Thế nhưng nhá, bởi vì nó nằm trong trí nhớ mà. Thế nên cho mình muốn mua sản phẩm nào đó,
có cái công ty này, có sản phẩm này của công ty này này, thì công ty nó nổi tiếng thì người ta sẽ lựa chọn nó. Thì nhưng chưa phải nổi tiếng thì người ta mới nhớ đến, còn không nổi tiếng sao người ta biết nó là ai, hiểu không? Đó, vậy là cái doanh nghiệp nó phải thực hiện với cái thứ nhất là tạo ra lợi nhuận, cái thứ hai là nó sẽ tạo ra thương hiệu đó, khi ngay đó là thương hiệu á, nó sẽ tạo ra danh tiếng, ra uy tín nha, và nó phải hăng sâu ở trong suy nghĩ khách hàng, nhưng phải là những cái đó nó là cái động lực mà để thúc đẩy khách hàng mua sản phẩm đó nhá. Cái đó là marketing nó sẽ làm được nếu như mà triển khai có hiệu quả. Thế còn bản thân của người tiêu dùng sẽ nhận được gì từ những cái hoạt động marketing của doanh nghiệp? Người tiêu dùng sẽ nhận được gì? Thứ nhất là nhận được thông tin từ các cái sản phẩm mà doanh nghiệp quảng bá đến cho khách hàng, đúng không? Thông tin, và từ những cái thông tin về sản phẩm đó thì khách hàng sẽ biết là mình có phù hợp với cái sản phẩm đó hay là không, để người ta lựa chọn mua, người ta có những thông tin, có những căn cứ để người ta lựa chọn. Tiếp nữa, rồi khách hàng sẽ nhận được gì nữa? Cái mức giá nó sẽ phù hợp. Mức giá nó sẽ phù hợp bởi vì cả doanh nghiệp cạnh tranh với nhau. Doanh nghiệp này là tung lên là chương trình như này, doanh nghiệp kia tung lên chương trình như này, mua 4 tặng 1, cái này mua cái gì tặng cái gì, cái này đang thực hiện khuyến mãi bao nhiêu phần trăm. Vậy thì khi mà khách hàng người ta sẽ có những cái thông tin từ phía cả cái chương trình từ phía doanh nghiệp thì khách hàng có quyền lựa chọn. Lựa chọn một cái sản phẩm phù hợp với mình mà mức giá đó hợp lý nhá. Và sẽ theo cái phương diện là ở cái môi trường cạnh tranh hoàn hảo. Môi trường cạnh tranh hoàn hảo thì cả lời sẽ thuộc về người tiêu dùng. Trong cái thị trường cạnh tranh lành mạnh đó, hoàn hảo và lành mạnh đó, thì sao? Chất lượng nó sẽ tăng lên, nhưng mà giá cả nó sẽ xu hướng là giảm xuống, cho nên người được lời sẽ là người tiêu dùng. Người được lời nhất ấy, sẽ là người tiêu dùng nhá. Người tiêu dùng sẽ nắm bắt được cả cái chương trình của các doanh nghiệp do doanh nghiệp triển khai ra. Rồi, nếu mình lấy mình xem là Grab là bao nhiêu, ngành công việc bao nhiêu nè, đúng không? Sau là cái nào hợp lý thì mình chọn. Là lâu lâu Grab nó có được giảm giá như nào nè, công việc nó đông thảo bao nhiêu thì mình sẽ chọn. Có thêm cái gì nữa nhỉ? Vato, biết Vato không? Ừ, có cái Vato nè, Bi nè, đúng không? Đó, nhiều hãng xe đó, tao chọn lên ngôi sông trường một tí là ta. Thêm nữa là gì? Đâu cần phải chạy cả mai cả tư, ta tìm mấy ống xe ôm là đâu. Người ta đến tận nơi người ta đón mình, đúng không? Phải không? Đó, nó sẽ rất là tiền nhá, tiền cái lời đó là thuộc về người tiêu dùng, tiền lời hơn. À, rồi tiếp theo, tóm lại là marketing là tổng hợp các hoạt động của doanh nghiệp hướng tới việc thỏa mãn và cởi mở những nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường để đạt được mục tiêu là lợi nhuận. Marketing là tổng hợp các hoạt động của doanh nghiệp hướng tới việc thỏa mãn và cởi mở nhu cầu của người tiêu dùng đó để đạt được mục tiêu lợi nhuận. Cho nên là nếu như trả lời marketing chỉ là quảng cáo thôi thì chưa đủ, nó là tất cả những cái mà làm sao để tăng cái hoạt động trao đổi mua bán lên, thì tất cả những cái hoạt động đó đều được gọi là marketing nhá. Nó rất là rộng và vai trò của nó ngày càng rất là lớn. Nhưng một số cá nhân các bạn thì phải đầu nhiệm đầu tiên lúc này nói rồi, nhu cầu làm cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người có thể cảm nhận được là gọi là nhu cầu, học chưa? Rồi. Thế khi đi thi có gặp mấy đông như thế này không? Theo không? Có đề không? Có đề thì rơi vào sports map rất là nhiều. Có đề thì nó lại rơi vào một cái cả cái phương cái gì nhỉ? Chức năng của nhà quản trị rồi mấy cái mô hình cơ cấu tổ chức. Đúng không? Là vì sao này thì lúc mà làm đề ấy, làm ngân hàng ấy là cô làm từ trên làm xuống, cô mở từ trang sách ra, cô làm từ đâu trang sách để cuối năm nhà cuối đâu đâu cuối như thế cuối cuốn như là từ theo từ đâu xong như thế cuối ra mà cứ dình nhìn bao nhiêu này đến lúc phong thảo thì xuất đi cũng xuất một chung ví dụ 1 đến 10 đó rồi 18 đến 30 như là nó rơi vào một chung luôn rồi dình vào nhóm, cho nên thì người nào mà rơi vào đó là sẽ dình vô chỗ đó luôn nhá. Đen thì xui mà đỏ thì được hưởng thôi, học được cái kiểu học tủ á, thế đó. Nó rơi vào bất kỳ một cái đoạn nào đó
được không? Cảm thấy nó sốt là cũng sốt theo chung không? Chứ không phải đưa nào. À, nếu làm đưa nào là phải đi bị đường. Khi mà cô làm ngân hàng đây xong ấy, thì cô sẽ gửi bị cầu trúc đây đi lên. Cô bị là chưa nay bao nhiêu câu, chưa nay bao nhiêu câu, chưa nay bao nhiêu câu đây nè. Đó, rồi đảm ra, ví dụ như cô ghi là chương 1 là 20 câu. Thì cái chương 1 là họ chỉ sẽ còn ngẫu nhiên là câu 7, câu 13, câu 15, câu 21, câu 30, câu 49, câu gì đó sẽ bị lệch, đúng không? Bên này anh làm khoảng là 15 đến 20, hoặc 15 đến 30 thì là nó chỉ một chung vào nhau không? Là chỉ chỉ duy trì vào nhau thì đó là cho lúc làm đây là cô không có xáo, đến trên kia cũng không xáo luôn, làm một chung vô không? Cho nên người nào mà đã học mà học một chung nó thì chúng, và cái người nào bỏ qua chung đó là mất nguyên cả chung không? Nhìn đó, đi nhá. Đó cái món này cũng không ngoại lệ. Cho nên học mà học học tụng mà tụng thì tiêu hưởng mà không tụng là thôi rồi đó. Tiếp cho nhu cầu. À cái ông mơ mơ ở văn sáu là Maslow. Đúng rồi. Maslow. Bởi vì cái quán bên 298 họ chỉ có ở bên khu C thôi. Cho nên mỗi lần khi gửi sách, đăng sách cho khi gửi nó bất tiền là cô phải kiếm quán khác lắm. Nó quán này lăng lên đầu tiên á. Cho nên kém chuyên nghiệp á. Vậy đó, rồi 4 giờ 6 rồi nữa cơ. Nhảy trắng không lúc đó. 4 giờ 6 rồi không ấy. Nó bị nhảy á. Rồi, nhìn ở trên đây cho đẹp này. Nhìn lên đây cho đẹp này. Nha, rồi cái ông đó bên sau là Maslow á. Đây, mình nói về nhu cầu một chút này. Nhu cầu ấy là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người có thể cảm nhận được, người ta gọi là nhu cầu. Maslow có chia cái nhu cầu của con người thành năm bậc, mà trong đó thấp nhất ấy là nhu cầu sinh lý. Nhu cầu sinh lý là gì? Là thức ăn này, là nước uống này, là không khí, nhà ở, gọi là nhu cầu sinh lý nha. Thức ăn, nước uống, không khí, nhà ở, gọi là nhu cầu sinh lý. À, giống như lúc các bạn học cái bài bỏ hiểm y tế thì mình bỏ nắng cái dịch vô sáu các bạn ấy, thì cũng trong đó có thuộc qua cái phần nhu cầu sinh lý, đúng không? Biết cả dịch vô sáu các bạn không? Y tế, giáo dục, nhà ở, nước xoay và vệ sinh thông tin, hoặc là cái bài bỏ hiểm y tế ấy. Đó, thì ở đây cũng vậy, nhu cầu sinh lý của con người là những cái tối thiểu nhất nhưng cần thiết phải có. Tối thiểu nhất, nó là những cái tối thiểu, nó đang ở mức thấp nhất nhưng rất cần thiết nha, là nhà ở này, thức ăn này, nước uống này, không khí này, cái nào là khi nào cần thiết phải có trước. Rồi khi nhu cầu sinh lý mà được đáp ứng hoàn toàn rồi thì lúc này người ta bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến nhu cầu an toàn. Nhu cầu an toàn là cái gì nhỉ? Có đâu bảo hộ lao động, có công ăn việc làm ổn định, môi trường làm việc an toàn, trong sạch lành mạnh. Đây là nhu cầu an toàn. Ví dụ như ở Hà Nội giờ người ta nhắc đến cái gì nhỉ? Ô nhiễm không khí ở mức là cao này, gì nữa, đường thì có nhiễm dâu này. Sau khi kiện tụng cái vùng nước nhiễm dâu xong bây giờ là sông Đà, thủy điện sông Đà ngưng cung cấp nước vô thời hạn luôn. Như là do đường nhiễm dâu chẳng có cái dùng nữa, ngưng cấp cung cấp. Đó, thấy không? À, vậy thì sao? Mình cần đi cái đối với nhu cầu an toàn là cần cái gì? Cần một cái môi trường sống an toàn, lành mạnh. Rồi công ăn việc làm nó sẽ cân cân thi ổn định. Công ăn việc làm ổn định, các cô ngày xưa có thích có việc làm ở nhà nước cho ổn định đó. Đây, có gì nữa không? Có đô bảo hộ lao động nhá. Đó là nhu cầu về an toàn. Thì các bạn khi có con trẻ như thế này, thì các bạn đang mới ra trường hay sinh viên vừa mới ra trường thì hay làm cái gì? Hay làm trên trường. Sinh viên vừa mới ra trường thì hay làm trên trường, bởi vì sao? Các bạn còn trẻ, các bạn chưa có ai phụ thuộc vào các bạn hết, đúng không? Mà mình là mình vô ra trường, mình có đi làm thì mình cũng phụ thuộc vào bố mẹ cũng được chả sao cả, đúng không? Đó, còn người phụ thuộc của mình thì chưa có, chưa lấy chồng, chưa sinh con, chưa làm cái gì cả. Cho nên các bạn thường hay chọn cái nghề đó là trình trường, bởi vì trình trường viên là nó nặng đầu.
mà năng động, mà năng động thì sao? Bạn có thể đi lại ở nhiều nơi mà không vướng bận như thế hết. Có nghĩa là trong những cái khoảng đầu tiên sau bạn là trong khi bạn đã chơi là bạn sẽ dành rất nhiều cho sự nghiệp, đầu tư nhiều cho sự nghiệp bởi vì không vướng bận cho nên mình có thể phát triển đủ cho sự nghiệp được. Thế nhưng mà và hơn nữa cái nghề chuyên nghiệp viên ấy là lương cao, thu nhập tốt, gì được không? Thời gian nó linh động, thời gian linh động nghĩa là bạn có thể vừa làm bạn có thể vừa học được, học lên thạc sĩ vừa làm chuyên nghiệp viên được. Đó, vừa nhàn rỗi lại thêm nữa là thì hay được đi chỗ nào chỗ kia bởi vì tổ chức hội thảo sự kiện gì đó thì mình được mình phải theo nha. Rồi làm ở các công ty nước ngoài thì cho đi du lịch, rồi đi đi họp hành gì đó ở nước nó sang nước kia, đi từ nước này sang nước khác thì vậy sẽ rất nhiều luôn. Cho nên các bạn hay có xu hướng là làm chuyên nghiệp viên, nhưng mà khi từ cái độ tuổi bắt đầu từ 30 trở đi ấy, thì các bạn sẽ có những cái suy nghĩ nó sẽ khác hơn chút. Đó là gì? Mình cần tìm kiếm một ngoài môi trường nó sẽ ổn định hơn. Ổn định hơn bởi vì lúc đó mình có con nên mình không thể đi công tác ngoài lên cái sổ nhiều năm nữa. Nha, có giá đi đâu có con rồi thì phải lo ở nhà chứ không thể đi ngoài được. Đó, mình cần phải có một cái môi trường nó sẽ ổn định hơn, chắc chắn hơn. Hơn là một cái nghề mà cứ phải đi lên lại rất là nhiều như chuyên nghiệp viên. Đó, thì cái xu hướng của mình sẽ là có nghĩa là cái từ cái nhu cầu sinh lý mình sẽ bắt đầu chuyển sang một cái nhu cầu ở một mức độ cao hơn là nhu cầu gì an toàn, một cái môi trường làm việc ổn định hơn nha, nhẹ nhàng hơn, đừng phải đi ở ngoài chơi nắng gió mưa bão bung ở ngoài kia, cũng không phải là vất vả vất vơ ở mấy cái hành lang để mà đợi gặp cái người nào người kia nữa, mà thay vào đó mình sẽ ngồi ở một cái nơi mà nó mát mẻ hơn chút, đúng không? Đó thì cái đó là chỉ là cái nhu cầu an toàn nó cao hơn so với cái nhu cầu sinh lý. Thế chung á, tiếp nữa, cao hơn nhu cầu an toàn là nhu cầu xã hội. Nhu cầu xã hội là gì? Có những cái mối quan hệ, cả mối quan hệ xã hội, mối quan hệ với tình bạn, tình yêu, mối quan hệ với đồng nghiệp, với khách hàng, với đối tác. Và trong cái xã hội ngày nay, có người cần thì phải có nhu cầu về xã hội, cần thì phải có cả mối quan hệ xã hội. Chính những mối quan hệ xã hội sẽ giúp cho con người thành công hơn. Và từ những người mà càng thành đạt thì càng cần phải có những mối quan hệ xã hội đó. Nhá. À, bây giờ bạn ở trong khi bạn đang trong quá trình học này thì mình hay phải làm thuyết trình. Làm thuyết trình để làm gì? Để rèn cho các bạn kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. Ngoài kỹ năng thuyết trình ra mình cần phải có kỹ năng làm việc nhóm. Nó sẽ tạo ra cả những mối quan hệ. Thế nhưng mà vừa mới chia nhóm xong được vài hôm chạy lên mà cô nhóm em mỗi người một ý em làm không có được. Cô cho em làm một tin một nhóm đi. Vậy ổn cho mình đang lên cái kỹ năng làm việc nhóm mà cho mỗi người một nhóm nữa thì không có được, mình phải tự điều hòa bản thân mình và điều hòa những cái bạn trong nhóm để tạo ra một cái mối quan hệ. Thấy hiểu không? Đó là mình đang tạo ra cả cái quan hệ xã hội đó các bạn. Chứ bây giờ mà lên mà bảo anh chị nó không được, mình phải giảm cái tôi đi xuống. Ở trong trường mình có mấy người thôi, đến lúc đi làm để bao nhiêu con người này mà một mình một ý cũng đâu có được nhá. Rồi có bạn chạy lên từ dưới chạy lên bảo cô ơi em không quen ai hết. Đó, cô ơi em không quen ai hết cho nên em không kiếm được nhóm. Vậy em cũng được, mình sống một mình ạ. Mình ít nhất mình cũng phải có nhóm 3-4 người chứ mình sống một mình ạ. Sống một mình cũng không có được. Sau này khi bạn ra trường rồi ấy, bà mẹ của mình khó đi làm rồi, mình chưa có việc. Vậy thì sao có thể nhờ cái tụi nó mà mình mới có việc? Ví dụ là gì? Công ty nó đang tuyển. Nó không nhớ đến mình đâu, bảo mày ơi công ty nào không tuyển việc, mày qua đi làm đi. Còn nếu như mình không có một quan hệ có ai chỉ cho mình, ai đến mình hiểu mà người ta chỉ, đúng không? Bác là nó đi làm, xong rồi nó gặp một cái chị ở bên công ty kia, chị bảo công ty chị đang tuyển mà kiếm người chưa ra, mày có ai mày giới thiệu với chị đi. Vậy là mình cũng có bạn để mình giới thiệu, có nghĩa là phải nhờ qua những cái mối quan hệ đó người ta sẽ mình có khả năng để kiếm được việc làm, và có khi kiếm được những việc làm nó sẽ tốt hơn, và có thể nhờ qua những mối quan hệ mà cơ hội thăng tiến của mình sẽ tăng lên, đặc biệt là trong cái quá trình mình làm trình dược. Mình làm trình dược là mình tích lũy cả mối quan hệ với khách hàng, với bác sĩ, với dược sĩ, và từ những cái mối quan hệ tốt đó thì cả công ty người ta sẽ nâng mình lên là một vị trí mới, đó là thi quản lý trình dược, chứ không phải chỉ làm trình dược không, người ta không gắn bó với nghề trình dược cả đời. Bạn hiểu không? Ngạn gắn bó cái nghề trình dược cả đời hiểu lắm. Mà người ta khi mà mình làm trình dược là mình còn trẻ để mình xây được cả mối quan hệ xã hội. Và khi mà mình đã có tích
tích lũy được những mối quan hệ xã hội đó tầm mất khoảng 2-3 năm gì đó, thì con người sẽ hướng đến một cái vị trí cao hơn là quản lý trình dược, chứ không phải là trình dược nữa mà là phải là quản lý trình dược. Hình dung nhá, ví dụ như mình đọc khoảng 15 thì 3 năm sau là mình sẽ quản lý mấy cái nhóm trình dược của khoảng 18. 18 nó ra trường thì mình phải đến năm quản lý nó. Được chưa? Chứ đừng để khoảng 18 quản lý mình. Mà mình phải là người ra trước thì mình 3 năm để mình xây dựng mối quan hệ xã hội và mình được lên làm trưởng nhóm. Hoặc khi người ta làm xong ấy, người ta xây dựng cả mối quan hệ mà để từ trình dược viên người ta chuyển sang con rẻ ngang sang một cái người là marketing. Thì lúc đó phải làm trình dược viên. Hiểu không? Xác định một cái hướng cao hơn cho mình, không phải chứ không phải tương lai ở vị trí trình dược viên mà một cái tham vọng cao hơn. Nhưng để đi qua một cái vị trí đó mình phải chuyên qua vị trí trình dược viên chưa? Nhá. Đó. Thì phải dựa vào cả mối quan hệ xã hội. Và nhu cầu xã hội rất là lớn nha các bạn. Nhu cầu về cả cái mối quan hệ xã hội là cần phải có, và đặc biệt trong cái thời buổi bây giờ, nếu như không có thì không có được. Mình mãi mãi mình chỉ dừng chân ở một chỗ thôi. Tiếp theo, nhu cầu được tôn trọng. Cao hơn nữa là nhu cầu được tôn trọng. Nhu cầu được tôn trọng là gì? Là gì? Muốn được người khác tôn trọng mình. À, có bằng cấp, có địa vị, có uy tín, được người ta tôn trọng. À, đó là nhu cầu được tôn trọng đó. Rồi, ai cũng cần, ai cũng muốn được người khác tôn trọng này. Tiếp nữa là nhu cầu tự thể hiện mình. Muốn được khẳng định bản thân. Muốn chứng tỏ người khác thấy mình là giỏi nhất, mình là số 1. Nha, gọi là nhu cầu tự thể hiện mình. Thì ví dụ như lớp mình có 2 bạn A và B. Bạn A thì học rất giỏi, nhưng mà mối quan hệ xã hội thì không tốt lắm, bởi vì bạn chỉ chú tâm vào việc học thôi. Còn những cái việc khác thì bạn không để ý. Trong khi cái bạn B thì sao? Học vừa vừa thôi, không giỏi bằng bạn A, nhưng bạn ấy xây dựng được cả mối quan hệ xã hội. Và trong cái quá trình mà học tập làm việc rồi bạn ấy, bạn tham gia được cái mối quan hệ đoàn hội, bạn làm gì đó. Rồi bạn còn gì nữa nhỉ? Tự thể hiện được bản thân mình. Bạn A thì giỏi đâu nhưng mà không thể hiện. À, chỉ tập gặp tâm ngâm thôi, chỉ thể hiện bằng kết quả là điểm số thôi. Còn bạn B, bạn ấy lại thể hiện ở trên nhiều mặt, nhiều phương diện hơn. Nha, bạn ấy khẳng định được bản thân, bạn biến đổi một chút, nhưng mà vừa vừa thôi. À, đủ để cho người khác thấy rằng là à, mình có năng lực. Như vậy là nếu như đi vào một công việc thì bạn B sẽ hiệu quả, bạn B sẽ tốt hơn so với bạn A. Chứ không phải thôi, học giỏi là làm tổng thanh công thì tất cả mọi mặt đâu, không phải. Nha, phải dựa vào cái gì? Kỹ năng nữa. Chứ kiến thức một mình chưa đủ, phải dựa vào kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, những cái mà chưa mình thấy bạn ấy là kỹ năng. À, mình phải dựa vào kỹ năng nữa, chứ chỉ dựa vào điểm số thì chưa đủ. Điểm như sau này mà bạn đi làm việc ấy nhá, sau này đi làm thì có những đứa nó học không giỏi bằng mình nhưng nó lại thành công hơn mình, là bởi vì cái kỹ năng của nó thể hiện tốt hơn. À, rồi những tháp nhu cầu của Maslow này bạn thấy này, có người cùng một lúc có cả năm nhu cầu, đúng không? Ví dụ như mình xem mình có nhu cầu suy nghĩ là đương nhiên rồi, có nhu cầu an toàn lắm, có ngồi ở muốn học ở một nơi mát mẻ như này, sạch sẽ, đúng không? Chứ đâu ai muốn ngồi chỗ mà thấy rừng nghe rung rung lắc lắc không biết khi nào rơi xuống, đúng không? À, nhu cầu an toàn là khi nào cũng có. À, nhu cầu xã hội có không? Có. Nhu cầu xã hội cũng muốn bạn có bạn có bè để đi học cho nó chú ý chứ, chứ để ngồi cứ ngồi mình chán lắm à. Rồi có gì không? Có nhu cầu muốn được người khác tôn trọng mình không? Có chứ. Có muốn được thể hiện bản thân không? Có. Ở một số mặt nào đó bạn cũng muốn thể hiện cho người khác thấy mình là giỏi. Vậy thì cùng lúc con người có cả năm nhu cầu, tuy nhiên mức độ của từng nhu cầu là khác nhau. Có những người tại cái thời điểm đó họ cho rằng cái nhu cầu sinh lý là quan trọng nhất, họ sẽ nói lên hàng đầu. Có người thì đang đạt được nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn rồi, và nó người ta đang cân để nhu cầu xã hội. Tức là ở một thời điểm nào đó đối với một người thì sẽ có một nhóm nhu cầu mà được cho ra quan trọng nhất và người ta sẽ nói lên hàng đầu, và khi đó người ta tìm đủ mọi cách để thỏa mãn cái nhu cầu đó. Hình dung không? Người ta sẽ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn cái nhu cầu đó bằng mọi giá, bằng mọi cách nha. Người ta sẽ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn cái nhu cầu. Và khi nhu cầu đó được thỏa mãn rồi, lập tức sẽ phát sinh những nhu cầu mới cao hơn cái nhu cầu trước đó nữa. Và con người lại tìm đủ mọi cách để thỏa mãn nhu cầu. Có nghĩa là nhu cầu của con người luôn luôn có, luôn luôn có. Vấn đề là làm sao để cởi mở cái nhu cầu thôi. Cô ví dụ này, bây giờ bạn tập đi học như này, bạn thích chuẩn bị đi sinh nhật là thích một cái đồng, đi qua cái cửa hàng thích cái đồng màu xanh này nè, nhìn nó đẹp, nó xanh nhưng mà xoay không đó. Rồi
mua về nhà xin bố xin mẹ bằng cách yêu cách để mua, hoặc là đi chạy thêm, đi làm gì đó, đi làm thêm để mua được cái đó để mang đi sinh nhật. Sau khi có cái đó rồi lại đi qua một cái cửa hàng khác, lại thấy một cái gì đó nó đẹp hơn, lúc này này chuẩn bị đi tìm đi gì không thích đâm xòe nữa, đâm xe để luôn, nhưng mà nó không sang chảy đi cho tân hàng bỏ đi đâu đó. Vậy là gì nhỉ, từ cái này có người đã chuyển sang cái mới thì cái đó lại còn một cái gì không có chứ, hay là chỉ trưng bày nó không, trong cái bộ đồ cái gì nhỉ, trong tủ quần áo của mình không thể có được một hai cái được, chắc chắn rồi nó sẽ đổi lên từ cái này sang cái mới. Có nghĩa là nhu cầu thì rất nhiều, nhưng mà cái doanh nghiệp ấy, doanh nghiệp là không sợ khách hàng không có nhu cầu, nhưng phải tìm cách để gợi mở cái nhu cầu khách hàng và để cho khách hàng mua cái sản phẩm đó. Gợi mở với khách hàng, ví dụ như cái đâm đỏ đến tầm 500.000 cơ, mà mình được có, mình bảo mắc quá, khoảng 300-400 thì có cố được, thì 500 thì nhiều quá. Vậy thì sao? Lâu lâu họ doanh nghiệp hay làm gì? Thực hiện một đợt sale, đúng không? À đông giả 300.000 tất cả các sản phẩm, giả 20%, 30% gì đó. À khi đó cái mức giá nó sẽ xuống vào một cái mức hợp lý hơn, khách hàng có thể chấp nhận được và người ta sẽ mua một sản phẩm. Thế nhưng mà nhắc lại nha, nhu cầu luôn luôn có, nhu cầu của con người luôn luôn có, và con người luôn tìm đủ mọi cách để thỏa mãn nhu cầu. Vấn đề là doanh nghiệp cần phải gợi mở nhu cầu cho khách hàng để cho khách hàng người ta mua cái sản phẩm đó nhá. Đó rồi một cái ví dụ về nhu cầu, có ví dụ như nhu cầu sinh lý và nhu cầu an toàn chẳng hạn. Hiện nay có những cái người mà làm việc trong những cái môi trường không được an toàn, nhưng người tại sao người ta vẫn làm? Ví dụ họ làm ở đâu? Lau cả ô cửa kính ở các tòa nhà cao tầng, lau ở bên ngoài ấy, cả ô cửa kính của các tòa nhà cao tầng. Rồi có những người làm việc làm gì nhỉ, rơi từ trên cao xuống, đúng không? Có ở cả cái công trường xây, công trình xây dựng ấy, đó là họ rơi từ trên cao họ xuống. Rồi có những người bạn khi nào bạn đi bạn thấy người ta làm nhà cơ, người ta để sớm mấy cái chân nhà này rất là trời mới chơi vơi luôn, để một cái bàn vừa này xếp lên trên cái bàn này mấy cái bên cạnh, xong rồi để một cái tầm ván bắt từ cái cầu thang cho này xuyên qua bên cạnh và mình chơi vơi trời mới nó đến còn lo lắng này, rất dễ rơi xuống. Nhưng người ta vẫn làm, vì sao đó? Vì người ta cần về nhu cầu sinh lý. Nhu cầu sinh lý cho đảm bảo người ta cần gì? Trên đôi vai họ là cái gì? Làm gia đình, là thức ăn, phải có tiền chi phí để mua đồ ăn chứ, có tiền chi phí cho con học hành, đúng không? Để đóng tiền điện, tiền nước, bao nhiêu thứ tiền ở trên vai nha, tiền xăng, bao nhiêu thứ nữa. Vậy thì sao? Khi nhu cầu sinh lý chưa được đảm bảo thì người ta chưa hoàn toàn chú trọng đến nhu cầu an toàn, mặc dù có nhưng mà chưa thể đặt nặng về vấn đề an toàn lên được. Bởi vì chỉ cần mà yêu cầu là cần phải có đồ bảo hộ cho tôi, cần phải có này đó, cần phải có cái kia thì sao? Thế thôi anh không làm thì anh nghỉ đi, mất việc là ai lấy tiền đâu đọc một phí cho con, đúng không? Rất nhiều cái thứ mà nhu cầu sinh lý cần phải đảm bảo, cho nên là phải đạt được cái nhu cầu thực sự con người để tiến đến ở một bước cao hơn. À vậy là áp dụng gì? Áp dụng này thứ nhất là phải nắm bắt được, ví dụ như trong cái thời buổi bây giờ đây này, khi doanh nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp cũng phải kinh doanh những thứ mà đáp ứng được cái nhu cầu, cho phải nắm bắt là nhu cầu khách hàng đang ở mức độ nào. Ví dụ bán thuốc mà bán được cho cái khu vực mà bán thuốc cho cái thị trường của Việt Nam, nó phải hạ những cái giá thuốc ở đâu, thị trường của châu Âu, đúng không? Cái mức độ chi tiêu của khác nhau đó, mình phải nắm bắt được là cái người dân Việt Nam của mình, cái nhu cầu người ta đang ở cái mức độ nào, từ đó mình sản xuất, mình kinh doanh những cái sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của nó, chứ đừng có vượt cao hơn so với cái nhu cầu của khách hàng, bởi vì lúc đó khách hàng người ta không thể mua được. Phải nắm bắt được nhu cầu và gợi mở được cái nhu cầu đó nhá. Và nó cũng áp dụng trong cái quá trình trả lương cho nhân viên, không phải người nào lương cũng giống như nhau đâu các bạn, phải không? Cùng một cái vị trí đó, cùng tuyển vào một đợt như nhau, mức lương khởi điểm như nhau, nhưng chỉ cần 1 năm, 2 năm, 3 năm sau mức lương sẽ khác nhau. Và trên nguyên tắc là nhân viên không ai để lương của nhau hết, nhu cầu của người ta khác nhau, yêu cầu khác nhau luôn, cho nên mức trả lương nó sẽ khác nhau nhá. Có thể xuất phát điểm là như nhau. Rồi nhu cầu có hai loại là nhu cầu hiện tại và nhu cầu tiềm tàng. Nhu cầu của hai loại là nhu cầu hiện tại và nhu cầu tiềm tàng.
nhu cầu hiện tại là những nhu cầu đang được đáp ứng hoặc là đang được đáp ứng. Tại cái thời điểm đó, con người cho nó là quan trọng nhất và xếp lên hàng đầu, gọi là nhu cầu hiện tại. Là nhu cầu thứ hai là nhu cầu tiềm tàng. Nhu cầu tiềm tàng là gì? Là những nó cũng có hai loại luôn. Loại thứ nhất là nhu cầu tiềm tàng đã xuất hiện rồi, nhưng vì một số lý do nào đó mà chưa được đáp ứng. Nhu cầu tiềm tàng ấy, là những nhu cầu đã xuất hiện nhưng mà vì một số lý do nào đó mà nó chưa được đáp ứng, thì ta gọi đó là nhu cầu tiềm tàng. Ví dụ là cái gì? Ví dụ là gì? Mình muốn mua cái sản phẩm nào đó thì mình chưa đủ tiền, đúng không? Thì nó đã xuất hiện rồi, mình có biết không? Có. Nhưng mà vấn đề là mình chưa đủ tiền để mình thực hiện nó. Nhưng phải nhớ là chỉ cần một cái tác động từ phía doanh nghiệp thôi là con người sẽ tiến hành mua thôi. Bởi vì trên cái nguyên tắc là khi nhu cầu đã xuất hiện thì con người sẽ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn cái nhu cầu đó. Đó, con người sẽ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn nhu cầu. Nhưng vấn đề là cái nguồn lực chưa đủ thôi, tiền chưa đủ. Vậy doanh nghiệp chỉ cần một đợt tác động thôi là con người sẽ mua. Ví dụ bằng thì mấy cái đợt mà cứ khuyến mại của mấy cái công ty là số lượng mà sản phẩm số người để nó mua hàng nhiều hơn không? Đúng không? Dù nó đang có một đợt như nhỉ? Đông Nhá túi cầm tay là bao nhiêu tiền nhỉ? 600.000. Đó, thì khi mà có một cái đợt tác động của doanh nghiệp mà giảm cái mức giá số tiền, số lượng khách hàng sẽ tăng lên, bởi vì nhu cầu sẽ được thỏa mãn nhá, được chưa? Rồi, hoặc là gì, bạn kia bạn đang muốn đi du lịch nhưng mà vấn đề là đang kẹt lịch học cho nên chưa đi được, đang vướng cái nọ, đang vướng cái kia, nhưng rồi mình cũng sẽ làm thôi, bởi vì cái đó là cái nhu cầu và con người sẽ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn đó nhá. Rồi, loại nhu cầu thứ hai, nhu cầu tiềm năng thứ hai là nhu cầu chưa xuất hiện, con người chưa biết đến nó, nhưng những nhà nghiên cứu marketing là biết nó. Bởi vì sao? Họ biết, họ nghiên cứu, họ thăm dò những biến đổi của thị trường, cho nên trong quá trình này người ta biết. Là những nhu cầu chưa xuất hiện, con người chưa biết đến nó, nhưng những nhà nghiên cứu marketing là biết đó. Họ biết là họ dự đoán á, dự đoán thì không phải là chính xác hoàn toàn, nhưng mà họ dự đoán được là do họ nghiên cứu hoặc tham gia thị trường, được chưa? Có ví dụ như này nhá, thì nhu cầu tiềm năng số hai quan trọng lắm luôn. Ai mà dự đoán được trước, ai đi tắt đón đầu được nó, và khi nó xuất hiện ấy, thì người đó sẽ là người thành công được sớm nhất, đầu tiên, gọi là người đi tiên phong. Người đi tiên phong trong một cái lĩnh vực nào đó, họ sẽ là người thành công hơn. Có ví dụ như này này, cái bệnh viện ung bướu ấy, nó nằm ở đâu? Nó chăm lắm, tại bệnh viện nhân dân gia đình ấy, là bệnh viện ung bướu đó. Nhưng mà mình hiện nay đối với Việt Nam mình thấy cái tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng tăng lên nhá, tăng cái tỷ lệ rất nhiều. Mà khi mà phát ra hiện ra bệnh ung thư ấy thì toàn là ung thư giai đoạn cuối thôi mà nhá, bởi vì là khi kiểm tra sức khỏe của người Việt Nam mình là chưa được chú trọng, cho nên lúc mà xác định ung thư là toàn ung thư giai đoạn cuối đó, tỷ lệ ung thư ngày càng gia tăng. Trong khi một cái bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh mà để phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh về ung bướu ấy, cho khu vực phía Nam thì nó lại quá tải. Đâu, bệnh viện nào đông không ạ? Vậy là lúc này có một cái dự án xây dựng một cái bệnh viện ung bướu cơ sở 2 nữa. Xong rồi, làm xong hết rồi. Đang đi vào hoạt động rồi, ở đâu vậy? Ở quận 9, ở khu vực Chuối Tiết ấy. Nha. Rồi, bệnh viện mà đi vào hoạt động thì số lượng bệnh nhân nó sẽ giảm tải ở bệnh viện cơ sở 1 chuyển xuống cho cơ sở 2, chắc chắn rồi nó sẽ tăng lên, tăng nhiều giống như ở cái cơ sở 1 vậy đó. Vậy thì sao nhỉ? Vậy thì sao? Thì nhu cầu về nguồn nhân sự có tăng lên không? Có, chỗ đó sẽ là nhu cầu sinh lực. Nhu cầu ở cả cái
bệnh viện mà đang hoạt động lâu năm nay rồi thì nhu cầu không mấy cả, bởi vì nó đang ổn định về nhân sự rồi. Nhưng mà với một cơ sở mới thì nhu cầu về nhân sự chắc chắn nó sẽ rất là nhiều, đúng không? Rồi thêm nữa, những cái nhu cầu ở xung quanh bệnh viện, các dịch vụ xung quanh bệnh viện, các cái nhà thuốc mở lên thì như nào cũng rất nhiều. Riêng mấy cái địa bàn, cái mặt bằng ngay trước cổng bệnh viện, tiền thuê một tháng cũng gần mấy chục triệu một tháng nhá, chứ không phải 5 triệu, 10 triệu như sinh viên đi thuê phòng đâu. Ở chỗ đấy là chỗ người ta đang kinh doanh, cho nên tiền thuê mặt bằng rất là đắt, hiểu không? Đó là những cái mà nó sẽ phát sinh sau khi bệnh viện đi vào hoạt động. Nhưng trước khi bệnh viện nó hình thành ra cái hình thành như vậy thì sao? Những cái nhu cầu đó nó đã xuất hiện chưa? Chưa, nó đã xuất hiện thì nhu cầu đó không? Bản thân con người cũng chưa biết gì để nói hết. Tuy nhiên, có những người người ta sẽ nắm bắt được nó là do gì? Người ta nắm bắt được cả cái quy định của pháp luật, xu hướng tăng lên như nào, rồi làm gì nữa, xu thể về môi trường xã hội như nào, bệnh tật của con người như nào, rồi cái dự người ta nắm bắt được cả cái dự án. À, cái dự án đó nó sẽ hình thành, xây dựng như nào, ở cái đoàn như nào, người ta sẽ nắm bắt được. Và khi nắm được cái dự án đó rồi, thì một số người sẽ đi tắt ở đâu bằng cách nào? Dùng cái tiền nhàn rỗi của mình hoặc là bán từ chỗ nào mua sang đất ở xung quanh khu vực đó. Khi nó chơi thanh thì đất nó sẽ mình mua nó còn tiền và còn nhiều chỗ để cho mình lựa chọn. Khi nó hình thành, nó xây xong rồi, người nào cũng có chủ hết rồi, lúc đó mình đi mua nó khó hay nó dễ? Khó này, thêm nữa là gì? Mắc, đúng không? Lúc mình mua chỗ, mình mua đảo đất nó giống như này, mình chia thành lô như này, mình xây cả phòng trò cho thuê để mặt bằng mình làm gì, cho thuê mở phòng khám này, cho thuê để mở nhà thuốc này, thì lúc đó nó sẽ thuận lợi hơn, hiểu không? Chứ ai làm cả mình làm một mình thì nó sẽ thuận lợi, còn chờ đông đúc chật chội cạnh tranh nhau thì làm sao mà mình làm được? Nó sẽ rất là khó khăn nhá. Vậy đó, cái nhu cầu đó nó quan trọng như vậy đó. Cái nhu cầu mà nó chưa xuất hiện, có người chưa biết đến nó, nhưng một số nhà nghiên cứu marketing họ lại biết nó, bởi vì họ dự đoán những biến đổi của thị trường. Tuy nhiên nó chỉ là những cái dự đoán thôi, nó dự đoán thì sao? Có thể nó sẽ không chính xác. Chính bởi vậy cho nên khi mà dự đoán cũng phải căn cứ trên những cái nó thực tế chứ không phải là hiện tượng, phải dựa vào những cái thực tế, nó là những cái có thật để mình dự đoán, chứ không phải là dự đoán những cái hiện tượng. Ví dụ như thì chứng khoán dự đoán là năm sau ở cái địa điểm này xây dựng là nên một cái khu mà cái gì nhỉ, cả cái một xây dựng một cái khu mà để bay lên thăm cho thám hiểm ở mặt trăng ở trên kia kìa. Đó, tự dưng mình coi mình nghỉ ra xong rồi bắt đầu mình đi mua đất xung quanh chỗ này để làm gì, để cho thuê làm cái gì đó thì nó không hợp lý. Thế nhưng mà mình dự đoán nhưng mà phải dựa trên những cái hiện tượng có thật, tức là mình phải phân tích về quy định về chính trị, về pháp luật, môi trường vi mô, môi trường vĩ mô gì đó, thế mới có những cái dự đoán đó mình có cơ sở để có thể thực hiện được, hiểu không? Và mình là người đầu tiên mình đi tắt, mình đóng đau, mình chọn cái mọi thứ thì nó sẽ phải không. À thế câu quay lại với bạn, các bạn lên các chị này, khi lót giường ấy, 2016 ấy, nó đưa ra mình hai cái hướng đi mới. Cái hướng đi thứ nhất là phát triển về dược liệu và thủ từ dược liệu. Cái hướng đi đầu tiên ấy là phát triển đẩy mạnh thủ dược liệu và thủ từ dược liệu. Vì sao vậy? Cái xu hướng của người tiêu dùng hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới là đi theo hướng hạn chế sử dụng những thuốc có nguồn gốc từ hóa dược và tăng dần sử dụng các loại thực phẩm chức năng, các loại thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền, đúng không? Và khi xu thế đã tăng lên thì các cái công ty mà sản xuất các dược liệu, thuốc cổ truyền nó sẽ tăng theo, kinh doanh các loại thực phẩm nó sẽ tăng theo, và đương nhiên là nhu cầu về công việc ở trong ở về những cái vị trí đó nó sẽ lớn. À, khi người ta tuyển các bạn vô, bạn muốn dự tuyển một cái vị trí là nhân viên chăm sóc khách hàng, seller marketing ấy, chăm sóc tư vấn qua điện thoại này của công ty Hoa Thiên Phú. Biết Hoa Thiên Phú không? Biết không? Vô công ty Hoa Thiên Phú phỏng vấn vòng một đầu, ok, bởi vì sao? Nói năng lưu loát, mặt mũi sáng sủa. À, nói chung là nhận đến cho vô công hai phỏng vấn, cho vô thôi ở một cái ban ấy. Một cái ban thì như lúc mà đi học tổ ích mà mỗi người một cái ban, mỗi người ban nè. À, cho vô ngồi ở cái ban đó, xong rồi đưa cho bạn một cái bài thuốc có 4-5 ví gì đó, hai bài thuốc, hỏi là cái thuốc này dùng để chữa bệnh gì,
thì có mấy cây mấy tên khoa học ấy đó, đòi hỏi là thuốc này dùng để chữa bệnh gì, vì nào là vì chính, cái đòi cái quân dân đã sử dụng cái nào dùng để giật là cái nào là vì chính, cái nào là trời đó đòi đó đó. Sau đấy ngon lúc đặt đó chả nhớ cái gì để lên không để làm cái gì, mà mình chả biết cái bài này dùng để làm cái gì luôn. Ủa mình đi tư vấn cho khách hàng nhưng mà những cái cơ bản nhất là mình không có biết. Nhân cái đây có nhân viên không? Không nhận được. Cái bạn muốn đi vào những cái vị trí đó thì trực tiếp làm việc chuẩn bị cái nguồn lương cho bản thân chứ, đúng không? Mình phải chuẩn bị những một số cái nguồn lương cho bản thân theo điều hướng dưỡng liệu từ cổ truyền thì bạn phải nắm bắt được những cái đó thì cái cơ hội bạn xin việc mới tăng lên, đúng không? Người ta đang ngồi đấy cả trái biết trái đến hình ra, nhưng mà mình có mục tiêu rõ ràng ngay từ đâu, mình làm sẵn, mình chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ để cái cơ hội xin việc của mình sẽ tăng lên. Thì chung chưa? Đó là vấn đề thứ hai của mà cho thấy ở trong cái luật dược 2016 đó là phát triển dược sĩ lâm sàng và dược sĩ bán lẻ. Phát triển mạnh ở dược sĩ lâm sàng và dược sĩ bán lẻ có nghĩa là nhu cầu về dược sĩ lâm sàng chắc chắn sẽ tăng lên. Nó sẽ tăng lên ở dược sĩ lâm sàng nhá. À, thế nhu cầu thì nó như nào bạn thi nhớ này. Hiện nay tại các bệnh viện ấy thì số lượng dược sĩ lâm sàng rất thiếu và rất yếu. Thiếu nhưng mà lại yếu được không? Dược sĩ lâm sàng là họ làm gì? Dược sĩ lâm sàng là làm gì? Cùng với bác sĩ kê đơn trong quá trình mà kê đơn chăm sóc cái người bệnh ấy. À, kiểm tra lại cái đơn thuốc bác sĩ kê ra nè, xem cái đơn thuốc có hợp lý hay không nè. Rồi kiểm tra cái gì nữa? Có tương tác thuốc hay không? Rồi liều thuốc như vậy có phù hợp với bệnh nhân không? Có cần điều chỉnh liều khi bệnh nhân suy giảm giảm chức năng gan thận hay nặng không? Đó vai trò của dược sĩ lâm sàng đó, rất là quan trọng nhé, rất là quan trọng. À, ví dụ như có trường hợp mà có một cái đứa bé ở Nghệ An về nhi mới được có 6 ngày tuổi á, mà bác sĩ chỉ định cho dùng chloramphenicol 1 gram ấy, đó. Rồi sau khi tiêm xong thì đến buổi sáng thì đến buổi nửa đêm buổi tối cũng hay 11-12 giờ đêm cũng hay là bắt đầu xuất hiện cả cái triệu chứng khó thở rồi tím tái, xong rồi sau đó là bé chìm đó. Nói chung thì sai chloramphenicol 1 gram cho đối tượng là trẻ sơ sinh, trẻ mới có 6 ngày tuổi, 6 ngày mới đẻ ra mới chưa được 1 tuần đó. Thì bài khâu của dược sĩ lâm sàng phải là kiểm tra lại cái đơn, các loại thuốc đó có phù hợp với bệnh nhân hay là không, à, có cần điều chỉnh liều hay không, kiểm tra lại một lần nữa và cùng ban bạc với bác sĩ để đưa ra một cái đơn hợp lý cho người bệnh, là vai trò của dược sĩ lâm sàng đó. Tuy nhiên dược sĩ lâm sàng ở Việt Nam mình đang thiếu. Dược sĩ ra trường chủ yếu làm ở vị trí là cấp phát, ví dụ bạn có vô làm ở bệnh viện thì chủ yếu là đi theo hướng làm cấp phát thuốc, hiện nay là thế đó, cấp phát thuốc đó. Thế còn dược sĩ lâm sàng thì thiếu lắm, và vấn đề thứ hai là yếu lắm bởi vì sao nhỉ? Cái khả năng mà để ngôi đang đào với bác sĩ thì không được, làm không được. Vì sao? Mình học nhiều quá, học chung học vô học, mà nói chung là có học hết cái gì cũng biết mà chả biết cái gì cả, đúng không? Là bởi vì sao? Học xong rồi quên, có quên không? Phải quên cái này thì mới được cái kia vô chứ. Nhiều cái cuốn nào một kỳ mà mình cuốn như này xong rồi từ vô cái thì phải hết kỳ phải nhả nó ra để những cái kia vô chứ. Gặp lần nữa gặp có một kỳ như vậy lần sau ở gặp lại nó mới nhớ cái nào, nó phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới nhớ hoài được, đúng không? Đó, vậy thì sao? Mình học xong rồi mình quên cho nên đến lúc mình ra trường mình tan thì kiểu như là mình không biết cái gì hết, mình cần phải được đào lại cái đầu nhá. Cần phải ra trường là phải được đào lại chứ không thể là ra trường cái gì cũng biết để làm, hình dung không? Cho nên khi mà ra trường xong vô bệnh viện làm là chủ yếu đi theo hướng cấp phá, thì lúc đó mình lại không thể nắm được là cái thuốc đó tác động theo cơ chế nào, nó ảnh hưởng gì, nó tương tác như nào, nên là quên hết sạch không, đúng không? Mà lúc đi học là phải quên là cái chuyện bình thường. Vì sao nhớ cái gì nhớ trong đâu cả một lúc điên lên sao, đúng không? Có những người đi học đến năm thứ hai năm thứ ba xong rồi làm ra đứng ở trên căn nhà cứ nhìn lên mặt cứ kêu cười ra nè, đọc ra nghe điện thoại đi nhá. Rồi, quay trở lại về dược sĩ lâm sàng này. Cái anh bác sĩ
là anh đi học về bệnh. Nhưng mà vấn đề là học xong rồi anh đi làm thì anh lại đi theo hướng là chuyên khoa, đúng không? Sau khi anh học đại khoa xong thì anh lại đi theo hướng là chuyên khoa nữa. Và hàng ngày anh sẽ là làm việc ở một chuyên khoa thôi, tiếp xúc với những cái bệnh nhân mà gì bị trong bị những cái bệnh trong chỉ cái chuyên khoa đó, rồi sử dụng những cái thuốc đó có phác đồ sẵn rồi dùng thuốc rồi. Khi dùng thuốc cho bệnh nhân thì bệnh nhân có vấn đề gì, biểu hiện như nào, hiệu quả như nào là anh sẽ nắm. Có nghĩa là kinh nghiệm của anh chỉ lặp đi lặp lại trên một số nhóm bệnh thuộc cái chuyên khoa đó và một số cái loại thuốc dùng đi dùng lại trên rất nhiều bệnh nhân như vậy. Vậy thì anh sẽ có kinh nghiệm rất nhiều đối với những cái thuốc đó. Trong khi thuộc mình học rất nhiều nhóm ABC, học dược lý rất nhiều nhóm thuộc đúng không? Rồi học dược lý xong rất nhiều nhóm thuộc, nhưng có đã sử dụng vào trên bệnh nhân đâu. Mình chỉ học là học về lý thuyết, học xong thì quên, mà thuộc học thì rất là nhiều. Thì làm sao mà mình ngồi nói chuyện được với một anh chuyên sâu về một vài nhóm thuộc được, đúng không? À, sau này khi mà mình vô được vị trí dược sĩ lâm sàng, hàng ngày mình tiếp xúc cùng được những anh bác sĩ kiến thức á, mình được phân vô dược sĩ lâm sàng của cái khoa nào, khoa nội tiết chẳng hạn, hàng ngày mình cũng tiếp xúc giống như bác sĩ tiếp xúc, mình cũng có kinh nghiệm ở trên cái nhóm như vậy, thì lúc đó mình sẽ giỏi hơn. Còn hiện nay số lượng dược sĩ lâm sàng thiếu, mai cũng là chưa thể đủ sâu được những cái anh bác sĩ được, cho nên mình sẽ không thể ngồi đào tạo được để nói chuyện với chú được nhá. Đó thì nhưng dược sĩ lâm sàng thì rất là cần, cho nên trong cái luật dược là phát triển mạnh cái hệ thống dược sĩ lâm sàng nhá. Nhu cầu tuyển dụng thì chắc chắn là nó sẽ nhiều về dược sĩ lâm sàng, nhưng mà muốn làm được dược sĩ lâm sàng thì phải cần có những cái gì. Cho mình ngồi đấy là mình đợi đến lúc nó tuyển cho mình không cảm hứng được thì mình chả làm được gì cả. Nhu cầu mình phải nhìn thấy được cái nhu cầu trong cái thời gian tới, người ta chưa làm nhưng mình làm thì mình sẽ hơn chứ. Thì nhu cầu thì dùng về cái nhu cầu tiềm tăng không đó. Làm cái gì họ cần cái gì, thứ nhất bạn muốn bước chân vô bệnh viện thì trường cái đã muốn vô bệnh viện yêu cầu cái bằng tốt nghiệp đại học của mình có. Thế bệnh viện yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh có chưa, chứng chỉ tin học văn phòng có chưa, đó người ta sẽ yêu cầu những thứ đó mình có hay không nhá. Trường biết là phải làm sao để bước chân vô đã. Rồi khi vô mình muốn nói chuyện với người ta thì mình phải giỏi về kiến thức về dược lâm sàng, phải giỏi kiến thức về thuốc. À để mình xác định chỗ làm cho bệnh viện thì tranh thủ mình đọc, mình tìm hiểu cả cá thì nó thì biết kiếm tài liệu dược lâm sàng cho mình đọc để mình giỏi hơn. Nếu mà kinh nghiệm mình nhiều hơn thì cái việc mà công trong công việc mình sẽ thuận lợi hơn nhá. Nhiều về dược lâm sàng nhớ. Rồi một cái loại dược sĩ nữa mà được phát triển mạnh đó là dược sĩ bán lẻ. Bạn để ý này, các cái dược sĩ bán lẻ ở tại các nhà thuốc chủ yếu là dược trung và dược sĩ cao đẳng, đúng không? Chủ yếu là dược sĩ trung học, dược sĩ cao đẳng. Khi bạn đi thực tập cũng là dược sĩ trung học, dược sĩ cao đẳng hướng dẫn bạn là chủ yếu. Dược trung năng hướng dẫn được đại ấy nhá. Mà tâm chỉ khi bạn là dược sĩ đại học rồi bạn ra cả cái nhà thuốc đó, chắc khi bạn đang đã giỏi hơn những cái anh dược trung đang ở trong nhà thuốc. Vì sao? Họ có kinh nghiệm, họ có phối liệu thế nào thì kia. Bạn chỉ là một người đang học này, vừa mới ra trường này, kinh nghiệm có chưa? Chưa có kinh nghiệm gì hết, đúng không? Trong khi cái luật quy định thì cái người thay thế thuộc phải là dược đàn, nhưng số lượng dược sĩ đại học hiện nay ở các nhà thuốc rất hiếm, đúng không? Nhưng mà những câu tuyển dụng chắc chắn sẽ rất lớn về cái xu hướng của nhà nước, chính sách quốc gia của nhà nước và trong cái cuốn dược xã hội học của bạn ấy là phát triển mạnh dược sĩ lâm sàng và dược sĩ bán lẻ đó. Thì chắc chắn là sẽ rất lớn. Một số cái loại hình chủ nhà thuốc người ta tuyển dược đại về đó, sau đó người ta đào tạo á, nhu cầu cũng sẽ rất là lớn. Đó là một cái mảng mình có thể làm nhá. Muốn làm thì cũng cần có cái gì? Dược lý, đúng không? Cần phải có cái cách phối liệu, cái kê đơn mình cũng phải nắm chứ. Mình chỗ đó nó sẽ thuận tiện hơn cho mình nhá. Nói chung là cái nhu cầu tiềm năng thì nó chưa xuất hiện, có người chưa biết đến nó, nhưng mà thông qua một số quy định của khi mình nghiên cứu về chính sách của pháp luật rồi các cái chính sách quốc gia thì nó bị nghiêng như thế là con người sẽ dự đoán được từ trong cái thời gian tới. Và người nào dự đoán tốt, dự đoán đúng, người ta đi tắt, người ta đón đầu nó, họ sẽ là người đầu tiên đi tiên phong và họ sẽ rất là thuận lợi nhá. Đặc biệt là trong kinh doanh lời nhuận sẽ tranh cho những người đi đầu, được chưa? Tiếp loại tiếp theo là mong muốn. Mong muốn là gì? Là một nhu cầu có dạng đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của một cá thể. Mong muốn
là một nhu cầu có giá đặc thù, tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của mỗi cá thể. Ở trong cái mong muốn thì cô có đưa ra cho các bạn rất nhiều ví dụ. Đợt này cô sửa sách, cô đưa ra cho các bạn cảm ví dụ được là hiểu hơn á, nhá, cụ thể hơn, chi tiết hơn. Mọi lần là nói nhưng mà lần này là viết luôn ở trong sách ấy. Mong muốn là nhu cầu, nó cũng là nhu cầu nhưng nó đặc thù hơn, nó cụ thể hơn, nó sẽ tương ứng với bản sắc cá thể của từng người. Cô ví dụ như thế này, cô ví dụ nhá, cái nhu cầu của mình là nhu cầu giải cảm. Mình có cái nhu cầu là mình bị ốm mà mình bị cảm, cho nên mình có nhu cầu là giải cảm. Rồi, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái mong muốn khác nhau. Có người thì đi mua cái gì nhỉ? Lá về xong, đúng không? Trong giải cảm với cái lá đó. Có người thì ra nhà thủ mua thủ về để uống, uống được khoái dược không? Tạm dùng như nó nhanh. Có người thì tụt ra nhà thủ nhưng mà mua mấy cái loại kể cả cái viên, ví dụ như Osaka á, đó, viên tinh dâu luôn, xong rồi bên ăn đa được nóng được thả vô thì như là cục sống luôn. Thay vì nấu thì cho mình bị lạc đa được nóng mình bỏ vô mình sống luôn. Cái đó nó sẽ phụ thuộc vào từng người, thấy không? Nó cũng là nhu cầu nhưng mà nó đặc thù hơn, cụ thể hơn, nó phụ thuộc vào bản sắc của mỗi cá thể, phụ thuộc vào trình độ văn hóa và nhân cách của mỗi người. Thì cái đó người ta gọi là mong muốn. Không biết là mong muốn chưa? Hiểu về mong muốn thì nhu cầu không? Nó cụ thể hơn, mỗi người nó sẽ có những cái mong muốn khác nhau mặc dù nhu cầu là như nhau. Rồi, ví dụ thứ hai của bạn là nào? Cái người đó bị sốt. Khi mình bị sốt thì mình phải làm gì? À sốt. À, cái năm người ta ra ở nhà thủ mình, người ta bảo là mua thuốc như tôi bị sốt 38, 39 độ gì đó. Giờ uống cái gì? Mua thuốc hạ sốt. Được chưa? Vậy là nhà thủ hỏi mình giờ có mấy loại đó, giờ chị dùng cái loại nào, chị dùng viên nén hay là viên sủi hay là gói bột sủi hay là viên đạn, ví dụ dùng nhẹ bé chẳng hạn thì có mấy dạng đấy đó. Họ dùng cái gì, có người bảo thôi gói bột sủi đi cho nó uống cũng được à, rồi có người thì bảo nó hay khóc hay ói thôi thì dùng, chị hay dùng viên đạn cho nó buổi tối đạn cũng tiện đó. Thì nó sẽ phụ thuộc vào từng người, thì giống như nó sẽ phụ thuộc vào từng người. Rồi, khi đưa cái viên gói bột sủi ra thì hỏi em bỏ ba loại cái Efferlan rồi Habacom á về Panadol chẳng hạn, vậy chị dùng như chị lấy cái nào đó, có mấy cái thì xong rồi nó bảo thôi lấy cả viên cám đi cho nó sẽ uống để Habacom về đó. Thì cái đó cũng là tùy thuộc vào bản sắc, cái tính cách, cái mong muốn của từng người là khác nhau, mặc dù nhu cầu của nó là như nhau. Được chưa, hiểu về mong muốn không? Tiếp, yêu cầu là gì? Là mong muốn có giá, là mong muốn nhưng được kèm thêm điều kiện có khả năng thanh toán. Yêu cầu là mong muốn nhưng kèm thêm điều kiện có khả năng thanh toán là sao? Bây giờ các bạn có yêu cầu là có cả cái mối quan hệ xã hội, bạn có cái yêu cầu về xã hội, tức là giờ mình vô mình đi học như này thì giờ là đến năm tháng rồi, bạn muốn có nhu cầu là muốn mua cái điện thoại để làm gì? Thứ nhất là chuẩn bị đi làm rồi, đi làm thêm thì có cái điện thoại xịn xịn một tí đó, đỡ may để mắc chẳng hạn, tự tin hơn một chút. Rồi cái gì là nhảy ngôi học này thì hoặc là đi làm cái gì đó thì tiền thì có điện thoại chụp hình cho nó đẹp. Rồi còn gì nữa không? Chat chít, nhắn tin qua lại với nhau để hỏi bài, rồi làm thế nào, làm thế kia như này, hoặc là gửi mail gì đó nó cũng tiền, đúng không? Lâu lâu cô điểm danh cái thì con thì dưới bàn mail ấy nó chạy lên điểm danh thì cô điểm danh rồi nên đó, cái đó là những câu xã hội đó ha. Lúc này mà bắt đầu chạy đi mua cái điện thoại, chạy ra cửa hàng thế giới di động ấy, có ba cái minh ứng, cả nó minh ứng là cái màu trắng, điện thoại màu trắng chứ không phải thấy màu gốm nó không dày mà thiết kế màu trắng thôi. Cái đấy là mong muốn của từng người. Rồi lấy thầy có ba cái này, một cái điện thoại của gì nhỉ, iPhone, một cái nữa là iPhone, biết iPhone không, một cái iPhone, một cái iPhone, một xem một cái của Samsung thấy cũng ưng. Nhưng mà đi sau khi nhìn cho xong thì xem giá thì cái iPhone mới 4 triệu, cái iPhone thì 8 triệu, mà cái Samsung thì 12 triệu, trong khi trong túi của mình chỉ có 9 triệu thôi.
Rồi, vậy thì mình chọn cái điện thoại nào? iPhone. Đó, thì cái điện thoại mà mình chọn nó phù hợp với khả năng thanh toán của mình thì gọi là gì? Yêu cầu. Hình dung chưa? Thì đầu tiên là cái nhu cầu trước, rồi mong muốn mà nó phù hợp với bản sắc của mình thích cái màu trắng đó, cái đó là mong muốn. Và cho dù các cái loại mong muốn đó, mình cho một cái nó phù hợp với khả năng thanh toán của mình gọi là yêu cầu. Và bạn đi mua thuốc về ra một thuốc hạ sốt, xong rồi người ta bảo là cái này Habacom thì 1.800, rồi Efferamian thì 2.300, còn cái Panadol thì 3.500. Đó, bây giờ lấy cái nào? Thì mình thấy cái nào phù hợp với khả năng chi trả của mình cho thì cái đó chính là yêu cầu. Được chưa? Hình dung về yêu cầu chưa? Rồi, hỏi mong muốn mà kèm thêm điều kiện có khả năng cần thanh khoản thì được gọi là gì? Gọi là yêu cầu. Đó, trao đổi A đưa cho B bằng cách gì đó và B đưa ngược lại cho A bằng cách gì đó, người ta gọi là trao đổi. A đưa cho B bằng cách gì mà B muốn và B đưa lại cho A bằng cách gì mà A muốn, gọi là trao đổi. À, vậy thì trao đổi nó sẽ mang tính chất là mấy chiều? Ừ, hai chiều. Trao đổi nó sẽ mang tính chất là hai chiều. Lúc này cô nói marketing bắt đầu xuất hiện khi có một cái gì diễn ra, là khi có trao đổi diễn ra. Cho nên trao đổi là khái niệm cơ bản và là cơ sở tồn tại của marketing. Trao đổi là khái niệm cơ bản và là cơ sở tồn tại của marketing. Được chưa? Tiếp theo, 5 điều kiện để thực hiện trao đổi tự nguyện. Thứ nhất là phải có hai bên. Thứ nhất là phải có hai bên. Thứ hai, mỗi bên phải có một cái gì đó nó có thể có giá trị đối với bên kia. Mỗi bên phải có một cái gì đó nó có giá trị đối với bên kia. Số 3, mỗi bên phải có khả năng thực hiện việc giao dịch và cung cấp hàng hóa của mình. Đó, có nghĩa là sao? Cái đô đó là đô của ai? Hả? Là của ai đấy? Là của mình. Mình có khả năng trao đổi nhá, nó là đô của mình mà mình có khả năng trao đổi vì nó thuộc quyền của mình. Đó, chứ không phải mình mượn cái xe của bạn mình đi cắm. Hiểu không? Đó, là nó là pháp của mình. Rồi, thứ tư, mỗi bên phải được hoàn toàn tự do chấp nhận hay hưởng tư đề nghị của bên kia. Bởi vì cái này là trao đổi tự nguyện. Được chưa? Chứ không phải cô lại cái chỗ bàn của cái iPhone X xong à? Cái điện thoại của em đẹp nhỉ? iPhone X à? Mua lúc nào, mua lâu chưa? Đổi cho cô đi. Em đổi cho cô một sách marketing đi. Không, là cô sẽ cầm đi em á. Cái đấy không phải là trao đổi tự nguyện. Hình dung chưa? Nhá, trao đổi tự nguyện là phải được từ đó chấp nhận hoặc là không chấp nhận. Rồi, cuối cùng, mỗi bên phải tin tưởng vào tính hợp lý hay hợp ý muốn trong mối quan hệ với bên kia. Có nghĩa là việc trao đổi mình thấy đổi như vậy là hợp lý. Nhá, đó là 5 điều kiện để thực hiện trao đổi. Vậy, khi có đủ 5 điều kiện này thì việc trao đổi đã diễn ra chưa? Cô ví dụ như này này. Bạn An ấy, bạn ấy có một cái iPhone X mới mua. Mới mua hôm qua luôn, còn mới tinh à. Cô có một cái iPad dùng được 2 năm rồi. Nhá, cô nhìn thì điện thoại iPhone của bạn rất là đẹp. Cô muốn đổi cái điện thoại đó đó. Đó. Rồi bạn ấy, từ dưng bạn ấy thì lên hỏi cái gì sao mặt bằng. Cô có iPad nhìn cũng đẹp nhỉ. Cái iPad này đọc sách tiền lắm không ha. Em cũng muốn có một cái iPad như này để ngồi đọc sách nó tiền thể chơi điện tử, khi nào rảnh này chơi điện tử luôn nè. Bảo vậy đó, xong bảo giờ em đổi cho cô đi nhá. Xong xong rồi khi có 5 cái điều kiện này, có hai bên, mỗi bên đều có vật giá trị đối với bên kia. Rồi hai bên đều có thể tự do chấp nhận hay hưởng tư đề nghị của cô, em cô gì em thích thì đổi, thích thì thôi. Rồi thêm nữa, việc trao đổi là khi nhỉ? À, đô vật đó là đô vật của hai bên. Mỗi bên đều có khả năng thực
thực hiện việc giao dịch hoặc cung cấp hàng hóa của mình. Thế nhá. Rồi hai bên có thể tin tưởng hoặc tình hợp lý hay hợp ý muốn hoặc mối quan hệ với bên kia. Có nghĩa là khi đủ nắm điều kiện đó, việc trao đổi đã diễn ra chưa? Chưa. Việc trao đổi cái iPhone này, iPad là diễn ra chưa? Chưa. Chưa, vì sao nhỉ? Bạn ăn báo cáo này. Em đổi cho cô cũng được, nhưng mà điện thoại của em phải vô quá, chưa sử dụng ngay nào luôn á. Cô để cho em sử dụng 1 năm nữa mà em đổi cho cô. Nhá, cô để em sai 1 năm cả, chứ em chưa sai là ngay nào à. Vậy là cô phải thỏa thuận thêm cái gì? Thời gian. Được chưa? Tiếp theo, bạn bảo này. Nhưng mà cái iPad của cô, chứ cô sai được 2 năm thôi mà. Chứ kỳ này giá nó xuống nhiều quá, em cái này của em nhiều bắt tiền hơn của cô nhiều. Cô phù thêm cho em 5 triệu thì em đổi cho cô. Hình dung chưa? Vậy là cô phải thỏa thuận thêm cái gì? Điều kiện. Điều kiện đổi khác giá hay đổi phù tiền hay làm cái gì đó. À, rồi xong bán còn ở đâu nữa? Cô không đổi được đóng phòng này nó kỳ lắm. Mấy bạn nhìn thấy sốc sao thôi. Thôi để chiều tối mình đi uống cà phê nó đổi luôn. Đó, ta thêm thỏa thuận về cái gì nữa? Địa điểm. Anh hiểu nhỉ? Nắm cái điều kiện này nó mới chỉ tạo ra được tiêm nắm cho trao đổi. Còn cái việc trao đổi được hay không ý, con phụ thuộc vào thỏa thuận của cả bên. Phải thỏa thuận về điều kiện, thỏa thuận về thời gian và thỏa thuận về địa điểm. Và khi việc trao đổi đã diễn ra thôi thì người ta gọi đó là giao dịch. Giao dịch là một cuộc trao đổi những vật có giá trị của hai bên. Nghĩa là cuộc trao đổi diễn ra xong thì người ta phải gọi đó là giao dịch nhá. Là cuộc trao đổi những vật có giá trị của hai bên đó. Và điều kiện giao dịch là đơn vị đo lường cơ bản của trao đổi. Giao dịch ấy là đơn vị đo lường cơ bản của trao đổi. Còn trao đổi là đơn vị đo lường cơ bản của trao đổi là khái niệm cơ bản và cơ sở tồn tại của marketing. Đó. Điều kiện của giao dịch có 4 điều kiện. Tôi nói xong không? Phải có hai bên, phải thỏa thuận được điều kiện, thời gian và địa điểm. Có hai bên, phải thỏa thuận được thời gian, thỏa thuận được địa điểm. Nha. Và điều kiện trao đổi, điều kiện giao dịch. Vậy giờ câu hỏi là số tiền ở cây ATM thì gọi là giao dịch hay gọi là trao đổi? Giao dịch hay trao đổi? Giao dịch. Khi bạn đủ tiền xong thì đang ghi giao dịch thành công, đúng không? Đang ghi giao dịch thành công đó là giao dịch nha. Mình thì lấy được tiền, con kể phải nó lấy được cái gì? Mình đi xuống trước tiền, con nó nhận được cái gì? Phí. Nó sẽ nhận phí, còn mình nhận tiền đó, được chưa? Rồi, phân biệt giao dịch với chuyển giao này. Ví dụ một hoạt động chuyển giao là tặng biếu tài trợ tư thiện. Hoạt động chuyển giao tặng này, biếu này, tài trợ này, tư thiện này. À, chuyển giao là A đưa cho B một vật gì đó mà B muốn nhưng không nhận lại gì từ B hết. Ví dụ là bạn nam đi tặng một đầu bông cho bạn nữ, đúng không? A đưa cho B một vật gì đó mà B muốn nhưng không nhận lại gì từ B hết. Vậy là chuyển giao nó mang tính chất mấy chiều? Một chiều. Giao dịch nó mang tính chất mấy chiều? Hai chiều. Được chưa? Thì đúng chưa? Nhưng ai bảo cổ biếu là của lo, của chó là của nợ? Cổ biếu là của lo, của chó là của nợ. Ai bảo nhầm? Mang tiền. Ai? Không bà nào? Ai vậy? Trong cái câu chuyện sự tích quả chứ không? Mang tiền. Mang ăn tiêm. Mang tiêm vào dây trong nó bị đưa ra đảo quán lắm. Cho ở khoai luôn á. Nhưng cổ biểu là của nó, của chó, của nơ á. Nhá. À, có nghĩa là đôi khi cái hoạt động tặng biểu tư tiền tài trợ á. Cái người mà đi tặng đi biểu đi tài trợ tư tiền thì mặc dù là họ không nhận lại gì hết, nhưng họ thực sự là họ vẫn muốn nhận lại được một cái gì đó nhá. Ví dụ như đi tài trợ chẳng hạn, các công ty thường mà tham gia tài trợ hội thảo cho các cái doanh nghiệp ấy, là có cả mức tài trợ 500 triệu này, 400 triệu, 300 triệu này, tiền tài trợ rất nhiều. Nhưng lẽ người ta làm kinh doanh mà người ta đi tài trợ xong người ta không nhận lại gì ạ? Người ta nhận lại được gì? Là gì?
hình ảnh, danh tiếng, nha, làm tính, lòng trung thành, đúng không? Đúng không? Tôi đi tài trợ cho nó tiền thì tôi phải nhận được cái gì đó. Có nghĩa là nhiều khi chuyển giao sẽ được hiểu ngầm là giao dịch, nhá. Được chưa? Đã chơi nhá.